Mr. PT hết kể chuyện lịch sử xin trân trọng gửi đến các bạn hồi ký của Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp mang tên chiến đấu trong vòng vây. Phần 13. Kháng chiến kiến quốc Nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa non trẻ, trải qua nhiều thử thách trong 15 tháng đầu của thời kỳ hòa hoãn, phải đương đầu với thử thách mới, chiến tranh lan rộng trên cả nước. Từ một chính phủ cách mạng lâm thời, chỉ 3 tháng sau, Chúng ta đã có một chính quyền dân cử trên cả nước theo phổ thông đầu phiếu. Đầu tháng 3 năm 1946, trước nguy cơ chiến tranh có thể nổ ra do việc Pháp đưa quân ra miền Bắc theo hiệp ước Pháp Hoa, ta mở rộng chính phủ cho những người thân tưởng không qua bầu cử, thành lập chính phủ liên hiệp kháng chiến. Cuối tháng 6, quân Tưởng rút về nước, nhiều phần tử thân Tưởng chạy theo để lại những chỗ trống trong chính phủ và quốc hội. Đầu tháng 11 Quốc hội thông qua hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Chính phủ mới được thành lập để đối phó với tình hình rất khẩn trương sau khi quân Pháp chiếm thành phố Hải Phòng. Bốn chục ngày sau, chính phủ mới đã phải lãnh đạo cuộc kháng chiến diễn ra trên cả nước. Chiến tranh gắn liền với tàn phá, hy sinh, mất mát, đói khổ, bệnh tật. Bản chất của chiến tranh hoàn toàn mâu thuẫn với việc xây dựng đất nước đòi hỏi phải có hòa bình, ổn định những khó khăn của ta càng gay gắt trong hoàn cảnh một nước thuộc địa với nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, người dân từ xưa vẫn thiếu ăn. Quân thủ đã có mặt trên hầu khắp lãnh thổ, lại bị bao vây bốn phía, hoàn toàn không có nguồn chi viện vật chất từ bên ngoài. Những thành phố, thị trấn, những cơ sở vật chất về kinh tế, tài chính, công nghiệp, giao thông, nơi thì bị quân thủ chiếm đóng, nơi thì bị chúng tàn phá. Pháp là một đế quốc già đời có nhiều kinh nghiệm trong chiến tranh xâm lược những nước nhược tiểu. Cuộc tái xâm lược Việt Nam lần này được tiến hành với hình thức một cuộc chiến tranh về nhiều mặt, bao gồm cả quân sự, chính trị, ngoại giao, kinh tế, tài chính. Ngay từ đầu kháng chiến toàn quốc, Pháp luôn luôn chủ tính một cuộc tiến công chiến lược nhằm tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến và làm tan giá chủ lực của ta, đi đôi với tổ chức một chính quyền tay sai với những phương tiện thông tin đại chúng mạnh mẽ và quan hệ quốc tế rộng rãi của một cường quốc phương tây pháp đã bóp méo hình ảnh chính phủ ta thành những kẻ cầm đầu phiến loạn cộng sản pháp tiến hành hàng loạt chính sách phá hoại ta về kinh tế tài chính địch dùng nhiều biện pháp phong tỏa kinh tế ta chiếm các hải cảng sân bay kiểm soát thuế quan cố gắng kiểm soát những tuyến đường bộ quan trọng và biên giới địch chiếm thủ đô và các thành phố lớn vốn là những trung tâm chính trị văn hóa, kinh tế của ta. Địch chiếm mỏ than hòn gai, vùng đồn điền cao su Nam Bộ, mở rộng phạm vi kiểm soát tại những tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và sông Hồng là hai vùng trồng lúa chủ yếu để bóp nghẹt ta về lương thực. Trong những cuộc tiến công lớn và những trận cản, ngoài việc lùng tìm bộ đội chủ lực, du kích, đánh phá cơ sở, quân Pháp còn đốt phá lương thực, phá hoại mùa màng, giết châu bò là sức kéo canh tác chủ yếu của ta. Địch tung những hàng xa xỉ từ vùng tạm chiếm ra vùng tự do để lũng đoạn kinh tế ta, đồng thời kiên quyết ngăn chặn không để lọt ra ngoài lương thực, thuốc men và những hàng cần cho quốc phòng. Ngay từ sau khi trở lại Việt Nam, Địch đã kiên quyết tiến công ta về mặt tiền tệ. Đầu tiên, Pháp tuyên bố hủy bỏ tờ bạc 500 đồng, tờ bạc to nhất của ngân hàng Đông Dương, cướp trắng một phần tài sản to lớn của nhân dân ta. Trước khi tiến công vào Việt Bắc 4 ngày, Pháp tuyên bố đổi hết những tờ bạc Đông Dương 100 đồng trong vòng một tháng. Một lần nữa Pháp lại cướp đi những đồng tiền ít ỏi của nhân dân vùng tự do, đặc biệt là làm cho ta không thể mua được ở vùng địch những thứ hàng thiết yếu cho kháng chiến. Để ngăn chặn quân Pháp nhanh chóng mở rộng phạm vi chiếm đóng, chúng ta đã phá hoại tất cả những tuyến đường bộ, đường sắt và buộc phải phá những thành phố, thị xã và một số cơ sở kinh tế mà Pháp đã xây dựng công việc này là cần thiết trong chiến tranh trước một kẻ địch bội phần mạnh hơn nhưng cũng mang lại những ảnh hưởng tiêu cực trong xây dựng của ta những cuộc tiến công mở rộng phạm vi kiểm soát đất đai của quân pháp đã kéo theo làn sóng ồ ạt những người tản cư và di cư người sản xuất bị tách khỏi môi trường sản xuất không có điều kiện tiếp tục hoạt động nhiều ngành sản xuất không còn nơi tiêu thụ buộc người sản xuất phải bỏ nghề hay đổi nghề những xáo động trong thời kỳ đầu chiến tranh gây nên tâm lý không ổn định đối với người sản xuất buôn bán những người có tiền không dám bỏ vốn làm ăn vì sợ chiến tranh lan tới nhà nước của chúng ta là một nhà nước do dân vì dân phải chăm lo cho độc lập tự do hạnh phúc của dân nhiệm vụ trước mắt là bảo đảm kháng chiến thành công nhưng không thể không chú trọng xây dựng đất nước xây dựng chế độ mới hai nhiệm vụ liên quan mật thiết với nhau vì người dân chỉ dốc hết tâm lực của mình vào công cuộc kháng chiến, nếu họ gắn bó với chế độ. Đường lối cơ bản của ta trong chiến tranh là vừa kháng chiến vừa kiến quốc. Ngày 26 tháng 12 năm 1946, Hội đồng Chính phủ họp phiên khoáng đại dưới sự chủ tọa của Hồ Chủ tịch tại thị xã Hà Đông. Tham dự phiên họp, ngoài các thành viên chính phủ còn có các cụ bùi bằng đoàn, Tôn Đức Thắng và Linh Mục Phạm Bá Trực trong Ban Thường vụ Quốc hội các anh Phan Anh, Bùi Công Trừng, thành viên Ủy ban Kiến Thiết. Sau khi nghe Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng báo cáo, ai nấy đều tán khảnh kháng chiến đến cùng để giành lại nền độc lập cho đất nước. Trong gian phòng kín, dưới ánh sáng nhỏ của ngọn đèn dầu, tất cả mọi người đều nắm tay dơ lên biểu lộ ý chí của cả dân tộc đáp lại lời tuyên bố quyết chiến của bác. Chúng ta đem lực lượng của 20 triệu đồng bào chống lại mấy vạn thực dân Pháp. Chúng ta nhất định thắng lợi dù ta cần hy sinh 4 triệu hay 8 triệu người mà nước ta được độc lập, dân ta được tự do, tổ tiên ta được vẻ vang, con cháu ta được hạnh phúc, cũng còn hơn cúi đầu mà làm nô lệ cho thực dân Pháp muôn đời. Đây cũng chính là lời kêu gọi mà người đã viết để gửi đồng bào ngày hôm trước. Cuộc họp kéo dài đến một giờ sáng. Phía Hà Nội lửa cháy rực trời và rền vang tiếng súng. Lần đầu tiên chúng ta có một chính quyền do dân bầu. Công việc thật bỡ ngỡ. Trong cuộc họp chính phủ đầu tiên ngày 3 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: "Các bạn và tôi, chúng ta đều chưa quen với kỹ thuật hành chính. Chúng ta vừa làm vừa học, vừa học vừa làm, chắc rằng chúng ta sẽ phạm khuyết điểm, nhưng chúng ta sẽ sửa chữa. Chúng ta có can đảm sửa chữa khuyết điểm." bác rất coi trọng tăng cường sức mạnh và hiệu lực của chính quyền, làm cho chính quyền trở nên mạnh mẽ, nhanh chóng, quyết đoán, thống nhất, tập trung, đủ khả năng điều khiển chiến tranh và kiến thiết chế độ dân chủ. Việc củng cố chính quyền các cấp của ta là mối quan tâm thường xuyên của bác và Trung ương. Mặc dù hoàn cảnh kháng chiến đi lại khó khăn những hàng năm chính phủ đều tổ chức hội nghị kháng chiến hành chính toàn quốc năm 1947 họp tại thị xã Sơn Tây đang tiêu thổ kháng chiến. Từ năm 1948 trở đi, hội nghị hàng năm đều được tổ chức tại an toàn khu ATK ở Việt Bắc. Tại các cuộc hội nghị này, các bộ trình bày chủ trương, chính sách của chính phủ về ngoại giao, quân sự, kinh tế, tổ chức chính quyền. Chúng tôi bàn bạc để thực hiện các chiến tranh như phát triển sản xuất, đấu tranh kinh tế với địch, nghĩa vụ tổng quân, lệnh động viên sức người sức của, chăm lo công tác an ninh tình báo. Chính phủ cũng bàn với các khu, các tỉnh chấn trình bộ máy chính quyền, sửa đổi lề lối làm việc, giải quyết mối quan hệ giữa trung ương và địa phương. Tôi nhớ nhất là cuộc hội nghị kháng chiến hành chính toàn quốc năm 1948, được tổ chức từ 21 đến 31 tháng 7. Hội nghị phải họp nhờ ở trong nhà dân chật trội. Vừa đúng vào mùa mưa rừng Việt Bắc, nước ngập mênh mông, địa điểm họp phải di chuyển. Tuy vậy 60 con người vẫn tập trung, khẩn trương làm việc. Hội nghị được nghe báo cáo của đồng chí Nguyễn Duy Trinh thay mặt cho khu 5 và Nam Bộ, đồng chí Hồ Tùng Mậu báo cáo về tình hình khu 4. Đây là hai báo cáo có giá trị, có nhiều kinh nghiệm về xây dựng chính quyền địa phương qua hơn 1.000 ngày kháng chiến, có nhiều tài liệu bổ ích và lý thú chúng tôi cũng phát hiện ra rằng tổ chức chính quyền từ trung ương đến địa phương có nhiều lùng cùng với tư cách là bí thư đảng đoàn chính phủ tôi được bác ủy nhiệm đọc diễn văn bế mạc hội nghị hội nghị tuy dài ngày nhiều khuyết điểm về chi tiết nhưng đem lại nhiều kết quả thay mặt hội nghị tôi hứa với bác thực hiện nghiêm chỉnh các mệnh lệnh và chỉ thị của chính phủ các đại biểu ra về với niềm hứng thú vì những bài học bổ ích thu hoạch được tại hội nghị. Bác rất quan tâm rèn luyện giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ chính quyền các cấp. Bác luôn luôn nhắc cán bộ, đảng viên phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Đầu năm 1947, Bác đã viết thư gửi các đồng chí Bắc Bộ và các đồng chí Trung Bộ người căn dặn phải đấu tranh sửa chữa những căn bệnh của cán bộ chính quyền thời đó. Đó là địa phương chủ nghĩa, bè phái hẹp hòi, quan liêu quân phiệt, ham chuộng hình thức, xa rời quần chúng, vô kỷ luật, ích kỷ, hủ hóa. Cuối năm, người viết cuốn sửa đổi lề lối làm việc dưới bút danh X, Y, Z. Đây là một cuốn sách rất bổ ích. Mọi người đều coi là cuốn sách gối đầu giường của mình ngay nhiều đồng chí cán bộ cao cấp trong chính phủ cũng chỉ đoán già đoán non theo văn phong của bác không ai nghĩ trong hoàn cảnh kháng chiến lúc ấy cơ quan chính phủ còn đang di chuyển nay nơi này mai nơi khác công việc mọi mặt bộn bề bác lại có thể dành thời gian viết được cuốn sách như vậy để giáo dục mọi người tác phong trong cuộc sống hàng ngày của bác là tấm gương mẫu mực cho mọi người nhiều năm làm việc gần bác cả trong những lúc khó khăn gian khổ đến những ngày sống giữa thủ đô tôi chưa hề bao giờ thấy bác phàn nàn về cái nóng cái lạnh có lẽ trong người vẫn tâm niệm điều mà bác đã dạy cho cán bộ quân đội ta khi bộ đội còn chưa được ăn cán bộ không được kêu mình đói khi bộ đội còn chưa đủ mặc cán bộ không được kêu mình rét khi bộ đội còn chưa có chỗ ở cán bộ không được kêu mình mệt từ ngày rời hà nội dù trong thời gian di chuyển dần lên việt bắc hay khi đã ổn định ở khu căn cứ an toàn chính phủ vẫn duy trì những cuộc họp hội đồng chính phủ hàng tháng. Có những tháng họp tới hai lần. Phiên họp nào cũng do bác chủ trì. Địa điểm họp ban đầu là nhà của dân, sau này có hội trường riêng, tuy mái tranh phên nứa, nhưng đàng hoàng, trang trọng. Bác thường ở xa nơi họp, có khi phải băng rừng, leo đèo, lội suối hàng chục km nhưng không khi nào bác đến trễ giờ. Một lần dọc đường bác lên cơn sốt, phải dùng võng để tới kịp giờ họp. Để đảm bảo bí mật, bác thường cải trang và xuất hiện một cách bất ngờ. Nghệ thuật cải trang của bác thật tài tình, lúc là một ông nông dân miền xuôi, lúc là một ông ké miền ngược khiến người quen cũng khó nhận ra. Công việc kháng chiến bộn bề nhiều mặt, cơ quan chính phủ lại đóng phân tán nhiều nơi. Vì vậy, các cuộc họp hội đồng chính phủ thường phải kéo dài vài ba ngày, có ngày họp tới 2 đến 3 giờ sáng mới xong công việc ngày nay nhớ lại thấy khi đó hội họp cũng nhiều nhưng ở buổi ban đầu đó việc bàn bạc để đi đến nhất trí trong mọi thành viên hội đồng chính phủ là cần thiết thường thường trước khi họp hội đồng chính phủ tôi hội ý với anh trường trinh xin ý kiến của thường vụ trung ương đảng đảng đoàn họp trước để thống nhất ý kiến trong nội bộ và phát định chương trình những khi bận phải đi mặt trận thì anh lê văn H.I.N. thay tôi chủ trì các cuộc họp này sau đảng đoàn là họp Việt Minh đoàn. Đây là tổ chức coi như nòng cốt của hội đồng chính phủ để đi đến nhất trí và được giải quyết nhanh chóng. Một nghi thức cho đến nay vẫn còn để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc, đó là các buổi lễ tuyên thệ. Mỗi bộ trưởng, thứ trưởng mới được bộ nhiệm làm thành viên hội đồng chính phủ đều làm lễ tuyên thệ trước khi vào họp hội đồng. Lễ tuyên thệ tuy đơn giản nhưng trang nghiêm mọi người chứng kiến lời hứa hết lòng vì nước vì dân của một thành viên mới của hội đồng chính phủ. Cuộc họp hội đồng chính phủ ngày 30 tháng 4 năm 1949 gây nhiều xúc động. Lần đầu tiên, chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa họp trong rừng của khu căn cứ an toàn, cùng một lúc truy điệu hai thành viên hội đồng chính phủ. Cụ Huỳnh vừa mất ở miền Trung và anh Hoàng Hữu Nam bị nước cuốn trôi trên sông Lô như vậy là bộ nội vụ cùng một lúc mất cả bộ trưởng và thứ trưởng anh hoàng hữu nam là một cán bộ có nhiều triển vọng từng cộng tác đắc lực với tôi khi tôi còn giữ chức bộ trưởng bộ nội vụ chúng tôi làm lễ mặc niệm trên một nhà sàn mắt bác rớm lệ bác nói quan tiểu sử và thành tích của hai người giọng bác đau đớn như cùng một lúc vừa mất đi một người anh và một người con hội đồng chính phủ đã nhất trí cửa bác tôn và anh trần duy hưng làm bộ trưởng và thứ trưởng nội vụ những cuộc họp hội đồng chính phủ thời đó cũng là những buổi gặp gỡ lý thú anh em mỗi người ở một nơi mỗi người đi công tác ở một vùng chiến trường đây là một dịp gặp mặt chuyện trò trao đổi với nhau về tình hình về công việc về gia đình trong những ngày lễ ngày tết gặp phiên họp hội đồng chính phủ cuộc họp thường kết thúc bằng một tối liên hoan lửa chạy cây nhà lá vườn do bác chủ trì. Các bộ trưởng đều góp tiết mục, hát trèo, ngâm thơ, kể chuyện. Anh Phan Anh thường tập kiểu, anh Lê Văn Hiến thường được bác yêu cầu hát bội. Để đẩy lùi âm mưu của địch chia rẽ Bắc, Trung, Nam, chia rẽ dân tộc, lương giáo, giàu nghèo, Hội Liên Hiệp Quốc dân Việt Nam, khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được củng cố, bác thường nhắc cán bộ phải chống xu hướng hẹp hòi nhất là thái độ hẹp hòi đối với phú hào nhân sĩ trí thức phải gây một không khí tin cậy thân mật đoàn kết thật thà gian nan cùng chịu vinh nhục cùng chia cùng với việc củng cố mặt trận củng cố chính quyền bác và thường vụ đặc biệt coi trọng công tác xây dựng đảng số đảng viên sau ngày tổng khởi nghĩa rất ít để đáp ứng yêu cầu lãnh đạo ở mọi ngành mọi cấp từ trung ương tới địa phương, đặc biệt là trong lực lượng Vũ trang, ngày 1 tháng 6 năm 1948, thường vụ ra chỉ thị thi đua xây dựng Đảng. Đối tượng phát triển Đảng là những cán bộ, chiến sĩ ưu tú đã được rèn luyện, thử thách trong kháng chiến. Trong giai đoạn 1948, 1949, Đảng ta đã có thêm nửa triệu đảng viên. Cuộc vận động thi đua ấy đã đem lại những kết quả tốt, nhưng cũng không tránh khỏi những nhược điểm và khuyết điểm. Để nghiên cứu kế hoạch hậu cần toàn diện để trình chính phủ duyệt và thực hiện kế hoạch, từ 19 tháng 8 năm 1948. Nhà nước đã thành lập Hội đồng Quốc phòng tối cao, bác là chủ tịch hội đồng, anh Lê Văn Hiến là phó chủ tịch, tôi và mấy anh khác là ủy viên hội đồng. Nhờ có hội đồng những hoạt động của mọi ngành trong kháng chiến phối hợp nhịp nhàng, có kết quả và tăng thêm hiệu lực. Công việc của bác ngày càng bận rộn. Qua mấy năm kháng chiến, chế độ mới ngày càng củng cố. Chúng ta đã có một nhà nước dân chủ nhân dân thực sự của dân, vì dân, một khối đoàn kết dân tộc rộng rãi và vững chắc, một nếp sống văn hóa lành mạnh. Đó là bảo đảm vững chắc cho lực lượng vũ trang hoàn thành nhiệm vụ ngày càng lớn của mình. Sau thất bại của cuộc tiến công Việt Bắc, trong một cuộc họp báo ở Hà Nội, một viên sĩ quan Pháp đã giải thích là không hề có một chính phủ Việt Minh như người Pháp vẫn lầm tưởng chỉ có những căn nhà lá tồi tàn với những bộ trưởng ba lô trên lưng, hồ sơ đựng trong cột nhà, sẵn sàng lần trốn vào rừng khi quân Pháp xuất hiện. Bề ngoài, anh ta không quá nói ngoa. Nhưng điều rất lớn mà viên sĩ quan không hiểu, chính là ở trong những ngôi nhà lá với những ông bộ trưởng như vậy. Những quyết định quan trọng của nhà nước Việt Nam đã ra đời và sẽ chôn vùi số phận quân đội viễn trinh. Kinh tế là một bộ phận quan trọng của cuộc kháng chiến toàn diện của dân tộc ta những cuộc họp hội đồng chính phủ ngoài những vấn đề về quân sự ngoại giao lần nào cũng có bàn về kinh tế tài chính nội thương ngoại thương xây dựng và củng cố hậu phương trung ương rất kiên trì chủ trương ngoài việt bắc là căn cứ địa chính của cả nước cần xây dựng hậu phương thứ hai ở đất hoan diễn vì vậy đã bố trí ở thanh hóa những cán bộ có năng lực và uy tín anh đặng thái mai anh tố hữu anh đặng việt châu và kể từ đầu kháng chiến cho tới sau này bác đã sáu lần về thăm sáu lần viết thư giao nhiệm vụ mười ba lần viết thư khen hậu phương vững chắc là một nhân tố cơ bản của thắng lợi đất ta hẹp ta không có khả năng xây dựng những căn cứ địa bao la rộng lớn như trung quốc trung ương đảng ta chủ trương xây dựng những hậu phương quy mô thích hợp trên những địa bàn chiến lược quan trọng xây dựng về chính trị quân sự kinh tế văn hóa coi trọng cả những căn cứ du kích sau lưng địch. Chúng ta coi hậu phương vững chắc nhất là ở trong lòng dân. Chúng ta bước vào kháng chiến với một nền kinh tế dân chủ nhân dân đang ở giai đoạn ban đầu. Ba thành phần kinh tế nhà nước, kinh tế hợp tác xã, kinh tế tư nhân thì hai thành phần kinh tế đầu mới chỉ hình thành, thành phần kinh tế tư nhân chiếm đa số thì lại bị ảnh hưởng của chiến tranh. Nền kinh tế đó lại bị giặc pháp phong tỏa, bao vây địch phong tỏa và bao vây ta về kinh tế ta đề ra chính sách tự túc tự cấp trong toàn quốc và ở từng địa phương để kháng chiến lâu dài ta giúp đỡ sản xuất của tư nhân vì kinh tế tư nhân là bộ phận lớn nhất và có ảnh hưởng mạnh nhất của nền kinh tế lúc bấy giờ thiếu một nền công nghiệp chế tạo ta chủ trương phát triển ngành nghề thủ công sử dụng nguyên liệu địa phương để sản xuất đáp ứng những nhu cầu kháng chiến thiết yếu cho chiến đấu sản xuất và sinh hoạt Hoàn cảnh kháng chiến buộc ta phải phân tán, phải phá hoại, nhưng ở nơi hậu phương ta cũng vẫn khuyến khích mở chợ, sửa đường, phát triển vận tải để phân phối điều hòa nguyên liệu, sản phẩm, kích thích sản xuất. Vấn đề lương thực được đặt lên hàng đầu. Bác kêu gọi: "Ruộng dẫy là chiến trường. Quốc cày là vũ khí, nhà nông là chiến sĩ." hậu phương thi đua với tiền phương những cải cách về ruộng đất của chính phủ như triệt để giảm tô thực hiện giảm tức tạm cấp ruộng đất vắng chủ cho dân nghèo cho nông dân vay tiền sản xuất làm cho đại đa số nông dân ở vùng tự do phấn khởi chính phủ lại chăm lo tu bổ đê điều đắp đập khai mương đẩy mạnh công tác khuyến nông phổ biến các biện pháp thâm canh nước phân cần giống nhờ đó mà mùa màng ổn định năng suất tăng cao. Ta lại động viên toàn dân tăng ra sản xuất. Các ủy ban tự túc tự cấp về ăn mặc được lập ra khắp nơi. Bộ đội, cơ quan, xí nghiệp, trường học đều phải dành thời gian sản xuất nhằm tự túc lấy lương thực, vừa giải quyết một phần nhu cầu bản thân, vừa giảm nhẹ gánh nặng đóng góp của nhân dân. Nhiều nơi sắn trồng bạt ngàn nương dẫy, mía ngô phủ kín bãi ven sông. Nương của bộ đội của cơ quan, xí nghiệp được mở ra sản xuất bên cạnh nương của đồng bào. Nhờ vậy, ruộng vườn có bị chiến tranh thu hẹp, đất đai bị chia cắt, nhưng sản lượng lương thực không giảm. Nạn đói không xảy ra nghiêm trọng ở bất cứ đâu trong vùng tự do. Đời sống của những người nghèo khổ so với trước cách mạng đã khá hơn nhiều. Chúng ta khuyến khích trồng bông, trồng dâu, nuôi tằm, nghề kéo sơi dệt thủ công được phục hồi và phát triển, nhờ đó vấn đề mặc được giải quyết một phần. Chỉ riêng Liên Khu 4, năm 1949, đã dệt được 12 triệu 812 nghìn thước vải. Liên Khu 5 đã tự túc được về mặc. Những bộ quân phục Sita bền đẹp đã trở thành niềm tự hào của Liên Khu. Địch tìm cách phá hoại các cơ sở công nghiệp, thủ công nghiệp của ta. Ta chủ trương thực hiện sản xuất quy mô nhỏ, phân tán, quy mô nhỏ không những có lợi về mặt đề phòng giặc ném bom phá hoại mà còn thích hợp cho việc huy động vốn của dân lúc đó. Ta cũng chú trọng mở rộng dần cơ sở của kinh tế nhà nước và gây dựng cơ sở ban đầu của kinh tế HOP tác xã. Ngay trong những ngày đầu kháng chiến, chính phủ đã chủ trì nhiều cuộc họp với các nhà trí thức và kỹ sư tại Vân Đình để bàn việc mở mang công nghiệp của đất nước. Ai nấy đều tỏ ra sốt sắng tham gia vào công việc kiến thiết ở hậu phương. Sau này một số anh em được trưng dụng vào quân giới đã có nhiều đóng góp cho việc sản xuất vũ khí của quân đội. Cùng với công nghiệp quốc phòng phát triển vượt bậc, các ngành công nghiệp khác hướng vào nhu cầu quốc phòng và đời sống dân sinh, thay thế hàng ngoại cũng hoạt động mạnh. Trong 3 năm đầu kháng chiến ta đã khai thác được hơn 2 vạn tấn than, 6.000 tấn phốt phát, 300 tấn diêm tiêu. Đã sản xuất được một số hóa chất cơ bản, axit, sút, cồn 900 đã đặt vấn đề nghiên cứu luyện kim theo quy mô nhỏ. Các ngành thủ công nghiệp dần dần được khôi phục, nghề muối, nghề dệt, đường mật. Đặc biệt nghề giấy phát triển trên cả nước. Toàn quốc có 553 xưởng giấy, đã sản xuất trong năm 1949 được 1.587 tấn. Từng địa phương, với thế mạnh về nguyên liệu của mình đã có những mặt hàng trao đổi trên thị trường của từng vùng. Lưu thông hàng hóa ngày một phát triển cùng với việc xây dựng nền kinh tế tự chủ, chúng ta đã xây dựng một nền tài chính độc lập. Bằng cách phát hành đồng bạc Việt Nam, ta đã loại trừ ảnh hưởng của đồng tiền Đông Dương do Pháp phát hành. Với sự thận trọng và khôn khéo, chúng ta đã từng bước cho ra đời tờ bạc đầu tiên của Việt Nam. Ngày 2 tháng 2 năm 1946, tờ bạc Việt Nam được phát hành hầu khắp các tỉnh Nam Trung Bộ từ Vĩ tuyến 16 trở vào, nơi không có sự phá rối của quân đội nước ngoài ngày 3 tháng 11 năm 1946, để đối phó với âm mưu lũng đoạn tiền tệ của thực dân Pháp, chính phủ ra sắc lệnh lưu hành tờ bạc Việt Nam trên toàn quốc. Tháng 4 năm 1948, Hội đồng Chính phủ đã ra sắc lệnh bắt đầu từ ngày 22 tháng 5 năm 1948 thủ tiêu giấy bạc Đông Dương thay thế bằng giấy bạc Việt Nam, cắt đứt cái ràng buộc cuối cùng của thực dân Pháp. Việc đảm bảo cung cấp một số lượng giấy bạc đáp ứng nhu cầu của kháng chiến là một cố gắng lớn của cán bộ công nhân ngành tài chính. Cơ sở vật chất nhỏ bé lại bị địch đánh phá nhiều lần. Có khí sản xuất ngừng trệ cả tháng vì máy móc hư hỏng, vật tư thiếu thốn, tờ bạc 500 đồng in được một mặt thì hết hóa chất baico mặt amun. Mua ở vùng địch tạm chiếm thì không có, gửi mua ở Hồng Kông thì chưa biết bao giờ về giám đốc nhà máy phải nhờ anh em cán bộ kỹ thuật quân giới Bộ Quốc phòng nghiên cứu điều chế giúp. Qua 3 năm kháng chiến, mặc dù chiến trường chia cắt, tiền tệ vẫn thống nhất. Ban đầu ta dự kiến có thể các địa phương sẽ tự động phát hành nhiều giấy bạc để tự cấp theo nhu cầu. Tình trạng ấy sẽ làm cho trong nước có nhiều tờ giấy bạc khác nhau với các giá trị khác nhau. Chuyện đó đã không xảy ra. Trên toàn quốc chỉ lưu hành một loại bạc do Trung ương phát hành trừ khu năm có thêm một thứ tín phiếu mặc dầu không có chữ kim và ngoại tệ mạnh bảo đảm nhưng với tinh thần yêu nước lòng tin và tiền đồ kháng chiến của nhân dân đồng bạc việt nam trong những năm đầu vẫn giữ được tương đối ổn định đó là một thành công lớn nếu không kể những cuộc ném bom bắn phả của máy bay địch căn cứ địa việt bắc đã có hai năm yên tĩnh sau khi địch rút khỏi bắc cạn khu căn cứ không còn bị đe dọa dọc những đường lớn, hàng quán mọc lên nhiều, không khí buôn bán trở lại rộn dịp. Nhưng riêng về lương thực, do Pháp mở rộng lấn chiếm đồng bằng và trung du nên tình hình trở nên rất gay gắt. Bộ đội thiếu ăn Bữa cơm ở cơ quan thường là sắn cõng cơm. Do địch bao vây ta giáo giết về lương thực, giá gạo tăng vọt. Đồng bạc Việt Nam bắt đầu mất giá. Ngoài việc bao vây lương thực, địch còn tiến công trực tiếp vào đồng bạc Việt Nam bằng cách in tiền giả, tung vào vùng tự do, đánh phá những nơi chúng nghi là cơ sở in giấy bạc của Bộ Tài chính. Trong năm 1949, những cơ sở của Bộ Tài chính đã hai lần bị địch ném bom. Để khắc phục tình hình này, Bộ Tài chính có hai đề nghị được hội đồng chính phủ bàn bạc rất nhiều, thảo luận rất sôi nổi. Một là chuyển sang thu thuế bằng thóc và ban hành công trái kháng chiến. Nếu thu thuế bằng thóc ta sẽ có được một phần lương thực để cấp phát cho bộ đội và những người làm việc cho nhà nước, làm dịu những khó khăn gay gắt về lương thực lúc này. Thu thuế bằng thóc sẽ góp phần ổn định đồng tiền Việt mà ta không muốn in nhiều cũng không có khả năng in nhiều. Nhưng phải tính tới kho chứa thóc, điều kiện bảo quản, khả năng vận chuyển và hệ số an toàn rất thấp trong điều kiện chiến tranh hiện nay. Hai là phát hành tờ 500 đồng bạc Việt Nam, Việc phát hành tờ 500 cho phép ta có được một khoản dự trữ mà ta đang rất cần. Nó hợp với khả năng in ấn có hạn của ta. Nhưng tung một đồng bạc lớn ra trong điều kiện đồng tiền đang mất giá có thể làm cho tình hình càng trầm trọng hơn. Đồng tiền lớn sẽ khó sử dụng trong chi tiêu, thanh toán. Và địch càng có cơ hội phá giá đồng tiền của ta với cách in tiền giả mà chúng đang làm. Cuối cùng ta vẫn phải quyết định thu thuế bằng thóc và phát hành đồng 500 sau khi đã tính một số điều kiện về tổ chức để phòng ngừa. Về phía địch, âm mưu lấy chiến tranh nuôi chiến tranh gặp nhiều khó khăn. Cùng với chính sách tiêu thổ kháng chiến, ta chủ trương kiên quyết bao vây kinh tế địch. Ta ngăn chặn không cho hàng địch đưa vào vùng ta, nhất là các hàng xa xỉ phẩm. Đồng thời ta tổ chức thống nhất việc tiếp liệu để mua được các hàng cần thiết từ vùng địch. Có lúc có nơi việc bao vây kinh tế địch làm quá chặt, ảnh hưởng đến ta, trung ương phải uốn nắn. Nhìn chúng, chủ trương bao vây kinh tế của địch có điều chỉnh là cần thiết. Những nơi buôn bán nhộn nhịp như cống thần, chợ đại dần dần xuất hiện. Kế hoạch phục hồi kinh tế Đông Dương của địch cũng phá sản. Địch không thực hiện được kế hoạch chiếm đóng và xây dựng lại những vùng kinh tế quan trọng, những khu vực có khả năng về công nghiệp và nông nghiệp. Tứ giác Lạng Sơn Móng Cái, Hà Nội, Hải Phòng, vùng Tây Nguyên, khu vực từ Cam Danh vào Nam Bộ không lúc nào vắng tiếng súng kháng chiến. Phong trào đấu tranh của công nhân trong vùng địch kiểm soát ngày một phát triển, lúc thì gây phong trào lãng công, lúc thì bí mật phá hoại máy móc, vật tư, nguyên liệu, gây cho địch không ít tổn thất. Sản xuất than, cao su, không đạt yêu cầu, xuất khẩu giảm sút. Nhất là từ năm 1949, sau khi có một kế hoạch thống nhất giữa Bộ Quốc phòng, Tổng tư lệnh với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, việc phá hoại kinh tế địch lại càng đi vào chiều sâu. Tóm lại, khó khăn của ta là khó khăn của bước đường đi lên thắng lợi, khó khăn của địch là khó khăn trên con đường đi xuống, không thể khắc phục được. Trong phiên họp đầu tiên của Hội đồng Chính phủ ngày 3 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: nạn rốt là một trong những phương pháp độc ác mà bọn thực dân Pháp dùng để cai trị chúng ta. Hơn 95% đồng bào chúng ta mù chữ. Một dân tộc rốt là một dân tộc yếu. Sắc lệnh số 20SL của Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cưỡng bách mọi người học chữ quốc ngữ và không mất tiền. Hạn trong một năm tất cả mọi người từ 8 tuổi trở lên đều phải biết đọc, biết biết chữ quốc ngữ. Sau ngày kháng chiến toàn quốc, nhiều người có quan niệm, việc học chữ không cấp bách bằng việc đánh giặc, kháng chiến thành công rồi học cũng chưa muộn. Đảng ta đã sớm uốn nắn quan niệm này. Nhà bình dân học vụ đề ra những khẩu hiệu, đi học là kháng chiến, có học thì kháng chiến mới thành công. Ngày 1 tháng 8 năm 1948, nhà bình dân học vụ phát động trong cả nước một chiến dịch diệt giặc rốt quyết huy động toàn lực dành một thắng lợi quyết định trong công tác xóa nạn mù chữ. Đến giữa năm 1949, cả nước đã có trên 10 triệu người thoát nạn mù chữ. Đến giữa năm 1949, cả vùng đồng bằng, miền núi, vùng dân tộc ít người, vùng thiên chúa giáo và cả vùng địch hậu. Chín tỉnh tuyên bố hoàn thành về cơ bản việc thanh toán nạn mù chữ, Hà Tĩnh, Thái Bình, Hà Nam, Ninh Bình, Hưng Yên, Phúc Yên, Quảng Ngãi, Phú Yên và Bình Định. Hà Tĩnh dẫn đầu phong trào được bác gửi thư khen, từ năm 1947, Bộ Giáo dục đã gấp rút khôi phục và mở thêm một số trường phổ thông, mở những hội nghị bàn về sửa đổi chương trình, cải cách giáo dục, cải tổ hệ thống trường học cho phù hợp với những yêu cầu và điều kiện của kháng chiến. Từ Liên khu 5 trở ra, có khá nhiều trường tiểu học, trung học. Tới năm 1949, ta đã có trường Đại học Y khoa, lớp dự bị Đại học Văn khoa, lớp dự bị Đại học về toán quân đội mãi mãi nhớ ơn trường đại học y khoa đặc biệt là các anh hồ đắc di tôn thất tùng phạm ngọc thạch đặng văn ngữ đã đào tạo đội ngũ cán bộ quân y quân dược chúng ta cũng ghi nhớ công lao ngành giáo dục đã cung cấp cho quân đội những thanh niên có trình độ văn hóa phục vụ cho việc xây dựng các binh chủng kỹ thuật trong thời kỳ bộ đội ta chuyển lên đánh lớn chiến tranh đã đẩy rất đông người kháng chiến về những miền trung du rừng núi nhiều nơi chưa được khai phá trước đây còn bị coi là ma thiêng nước độc lương thực khó khăn thuốc men cực kỳ thiết thốn lại thêm nếp sinh hoạt hàng ngày của người dân nhiều vùng còn lạc hậu chính quyền kháng chiến cùng với các ngành chuyên môn đã có nhiều cố gắng trong việc chăm lo bảo vệ sức khỏe cho nhân dân với phương châm phòng bệnh là chính cuộc vận động nếp sống vệ sinh với phong trào ba sạch ăn sạch uống sạch ở sạch đã phát triển rộng rãi ở nhiều địa phương khâu chữa bệnh được chú ý, từ đào tạo cán bộ chuyên môn, sản xuất thuốc đến xây dựng cơ sở y tế. Các liên khu đều có một hệ thống y tế từ tỉnh đến xã. Trong bộ đội, hệ thống quân y có tới cơ sở trung đội. Tính tới năm 1950, riêng ngành dân y của liên khu Việt Bắc có 17 bệnh viện, một trạm giải phẫu, 135 trạm cứu thương, 77 nhà hộ sinh, 173 phòng phát thuốc, ở cấp xã có 138 tủ thuốc, 224 cán bộ vệ sinh. Tình hình này đáp ứng một phần nhu cầu chữa bệnh của nhân dân. Chỉ với những dụng cụ thô sơ và vật liệu tại chỗ, bác sĩ Đặng Văn Ngữ đã nghiên cứu và sản xuất thành công thuốc kháng sinh Penicillin dạng đơn giản. Và bác sĩ Tôn Thất Tùng đã tìm ra những phương pháp điều trị mới cho một số bệnh gan, mật. Việc chữa bệnh bằng đông y và sử dụng cây thuốc nam cũng được nhiều địa phương chú ý và thu được nhiều kết quả. Trong những năm kháng chiến, ở vùng tự do không có dịch bệnh lớn, chúng ta đã hạn chế được đáng kể những bệnh sốt rét, kiết lị ở vùng rừng núi không để ảnh hưởng lớn tới nhiệm vụ chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Để cương văn hóa năm 1943 của Đảng với phương châm dân tộc, khoa học, đại chúng đã thu hút nhiều nhà văn hóa, nhà văn, nhà nghệ sĩ từ bỏ tháp ngà lên đường đấu tranh cách mạng. Hai tác phẩm, Kháng chiến nhất định thắng lợi, chủ nghĩa mác và vấn đề văn hóa Việt Nam của đồng chí Trường Trinh những năm đầu kháng chiến đã đặt nền móng cho một nền văn hóa Việt Nam mới trong chiến tranh cách mạng giải phóng dân tộc. Đường lối văn hóa của Đảng đưa văn hóa Việt Nam trở về cội nguồn dân tộc, chống lại những xu hướng duy tâm, mê tín lạc hậu. Và đặc biệt là đưa văn hóa trở về với số đông, là đại bộ phận nhân dân sẽ quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng với nền văn hóa mới văn nghệ sĩ trở thành những người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng văn học nghệ thuật trực tiếp góp phần cho công cuộc đấu tranh giành độc lập tự do đây là những thay đổi rất cơ bản so với nền văn hóa trước cách mạng trong xã hội thực dân phong kiến với những phương tiện cực kỳ eo hẹp những tờ báo tưởng báo in đá tạp chí truyện in với số lượng ít trên giấy giang những bản nhạc chép tay truyền miệng văn nghệ kháng chiến vẫn có mặt trên khắp nẻo đường khắp xóm vắng, hang cùng. Văn hóa kháng chiến đã đáp ứng nhu cầu tình cảm của chiến sĩ, nhân dân ta trong chiến tranh. Nhân dân thương yêu, chăm sóc, che chở cho bộ đội như con, em. Người ở mặt trận nhớ tới người ở hậu phương. Đồng bào miền xuôi, miền ngược coi nhau như người trong một gia đình. Văn hóa, văn nghệ kháng chiến đã có những công hiến to lớn trong suốt 30 năm chiến tranh. Trong năm 1948, tôi đã gặp lại một thầy học cũ, cụ Võ Liêm Sơn. Những năm 20 thầy Võ Liêm Sơn dạy ở trường Quốc học Huế. Năm 1927, tôi tham gia cuộc tổng bãi khóa của học sinh ở Huế. Sau đó cùng với mấy người bạn đi vào Đà Nẵng, Quy Nhơn để tìm đường xuất dương. Khi tôi quay lại Huế, vì giới cầm quyền thành phố để ý nên khó tìm nơi tá túc. Chính thầy Sơn đã bảo tôi về ở tại nhà thầy. Ở đây tôi đã được đọc cuốn sách đầu tiên viết về chủ nghĩa Mark. Cụ Võ Liêm Sơn ghé qua bộ tổng chỉ huy sau khi đã đi dự đại hội văn hóa toàn quốc về. 20 năm mới gặp lại thầy Sơn, tôi rất xúc động. Thầy đứng lặng nhìn tôi một lúc, rồi lấy khăn tay lau nước mắt. Ngày ấy tôi là một cậu học trò nghèo, được thầy Cưu mang lúc khó khăn và tạo điều kiện cho hiểu thêm về cách mạng. Tôi biết những giọt nước mắt của thầy hôm nay là những giọt nước mắt hạnh phúc. Sản xuất quốc phòng là mối quan tâm hàng đầu của nhà nước non trẻ trong vòng vây của đế quốc, chỉ 13 ngày sau khi tuyên bố độc lập. Bác đã quyết định thành lập tổ chức ban đầu của ngành quân giới với hai nhiệm vụ: thu thập, mua sắm vũ khí và tổ chức sản xuất vũ khí. Ngày 25 tháng 9 năm 1948, với danh nghĩa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, theo lệnh của bác tôi ký giấy ủy nhiệm cho đồng chí Nguyễn Ngọc Xuân có đủ quyền trưng thu các xưởng và tất cả các vật liệu cần thiết cho kỹ nghệ binh khí để củng cố việc quốc phòng. Với nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, các ngành công nghiệp vật liệu, công nghiệp chế tạo chưa có, lại bị chiến tranh tàn phá, chúng ta chưa có cơ sở vật chất cho ngành công nghiệp sản xuất vũ khí ra đời. Vì vậy, khi chính phủ hỏi ý kiến một số nhà trí thức cao cấp trong nước để sản xuất vũ khí thì nhiều anh em cho là ta không làm được. Nhưng trong điều kiện bị bao vây bốn bề, chúng ta phải nhất thiết vượt qua mọi khó khăn trở ngại. Tổ chức sản xuất bằng được những thứ vũ khí có thể sản xuất được để cung cấp cho bộ đội và dân quân chiến đấu với quân thủ. Hàng loạt các tổ sửa chữa vũ khí và chế tạo vũ khí ở các trì độ bộ đội ở Nam Bộ, các binh công xưởng ở các tỉnh, các khu từ Bắc Chí Nam ra đời. Máy móc, nguyên liệu lấy từ cơ sở công nghiệp dân dụng nhỏ bé, lực lượng nòng cốt là đông đảo công nhân từ các cơ sở công nghiệp, học sinh các trường kỹ nghệ, các trí thức yêu nước. Công việc thì từ nhồi nạp đạn, sửa chữa các loại súng, rèn dao găm, mã tấu, đến sản xuất lựu đạn, địa lôi, súng kíp. Tháng 12 năm 1945, trong chuyến đi công tác miền Nam, tôi đã đến thăm xưởng quân giới đồng trăng của Khánh Hòa. Xương này dựa vào nhà máy sơ chế cao su của đồn điền đồng trăng và máy móc vật liệu lấy từ ga Phú Xuân Long. Với khoảng 50 cán bộ, công nhân trước hết rèn giáo, mác, về sau sửa chữa súng trường, súng máy, sản xuất lựu đạn nhằm đáp ứng cho mặt trận ngày một lan rộng. Kháng chiến toàn quốc bắt đầu, tôi chỉ thị cho ngành quân giới tổ chức những xưởng vũ khí nhỏ, gọn, theo phương châm tiểu quy mô, cơ động, linh hoạt, dễ di chuyển khi cần thiết phù hợp với hoàn cảnh kháng chiến để thực hiện quan điểm chiến tranh nhân dân, vũ trang toàn dân phải chuyển mạnh sang sản xuất những vũ khí thô sơ, thông dụng, chủ yếu là lựu đạn, mìn để tiến hành đánh du kích. Loại vũ khí thông dụng này ngành sản xuất vũ khí của ta có thể sản xuất nhanh, nhiều, cung cấp kịp thời cho các mặt trận. Sản xuất vũ khí luôn luôn là một nhiệm vụ được nhắc nhở trong các hội nghị quân sự cũng như các nghị quyết của Trung ương. Tôi còn nhớ tại hội nghị quân sự toàn quốc lần thứ ba tổ chức tại Trúc Sơn, huyện Trung Mỹ, tỉnh Hà Đông, một vấn đề được trao đổi sôi nổi là việc sản xuất vũ khí. Một điều khiến hội nghị quan tâm đến nhiều phải có một thứ vũ khí nào có thể chiến đấu có hiệu quả với xe tăng, cơ giới địch. Tôi mới đồng chí Trần Đại Nghĩa, người vừa được bác Hồ bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Quân giới phát biểu ý kiến. Anh Trần Đại Nghĩa là một trí thức Việt Kiều ở Pháp được bác đưa về nước tham gia kháng chiến. Chính anh là người đã đem lại cho đội ngũ cán bộ khoa học trẻ của ta lúc bấy giờ những kiến thức cơ bản về lý luận và công nghệ sản xuất vũ khí. Anh nghĩa cho biết anh đang chỉ đạo một nhóm cán bộ thí nghiệm để hoàn chỉnh đạn Badoka trong thời gian ngắn nhất. Đây là một nhiệm vụ ta đã đề ra từ trước. Trong chuyến đi thăm xưởng quân giới Giang Tiên ở Thái Nguyên, tháng 3 năm 1948 tôi đã giao cho cục quân giới sản xuất súng và đạn ba đô ca theo mẫu khẩu súng của Mỹ thả dù cho ta ở Tân Trào trước tổng khởi nghĩa. Trong nước, anh em quân giới đã sản xuất được súng nhưng riêng quả đạn thì chưa thành công. Vừa từ Pháp về, anh Nghĩa bắt tay vào nghiên cứu đạn ba đô ca, tính toán để sử dụng các thuốc đẩy. Thuốc phóng ta vẫn sẵn có thay thế các nguyên liệu của Mỹ. Ngày 5 tháng 3 năm 1947, lần đầu tiên Badoka do ta chế tạo đã bắn cháy xe tăng của địch, góp phần bẻ gãy cuộc hành quân vây quét vùng trường Mỹ, quốc oai. Tôi được biết rằng, sau đó anh Nghĩa và anh em quân giới còn phải mất một thời gian tiếp tục nghiên cứu mới có được súng đạn Badoka hoàn chỉnh để trang bị cho bộ đội. Ở Nam Bộ không có điều kiện để sản xuất Badoka. Kỹ sư Lê Tâm đã nghiên cứu ra bá giom in một loại mìn lõm để đánh cơ giới địch bá Zom in đã được sử dụng có hiệu quả trong trận la ngà cũng như trong các trận diệt tháp canh của địch. Sau này các anh đã nghiên cứu chế tạo thành công súng và đạn sĩ số với nhiều loại khác nhau. Sĩ số cũng theo nguyên lý không giật, kết cấu đơn giản, tiết kiệm được thuốc phóng. Phương hướng sản xuất vũ khí được chỉ rõ trong nghị quyết của Hội nghị Trung ương tháng 4 năm 1947 chú trọng chế tạo các vũ khí chống xe tăng. Chống cano cả, địa lôi, năm năm và vũ khí thô sơ như lựu đạn súng kíp phải chống khuynh hướng coi thường vũ khí thô sơ mà chỉ chú trọng vũ khí tối tân đồng thời chống khuynh hướng thiên về chế tạo vũ khí thô sơ mà không để ý hay không gắng sức chế tạo và học dùng vũ khí tối tân phổ biến cách chế tạo lựu đạn và súng kíp đơn giản cho dân là tự vũ trang cùng với việc phát triển mạnh mẽ sản xuất lựu đạn mìn với kỹ thuật ngày càng hoàn thiện ngay năm đầu toàn quốc kháng chiến năm 1947. Ta đã thành công trong sản xuất vũ khí chống chiến xa địch như ba đô áp và súng đạn bắn cầu vòng các loại như cối, liệu pháo. Năm 1948 ở Bắc Cạn, trước khi dự hội nghị chuyên môn quân giới toàn quốc, tôi đã dự quốc bắn thử súng cối cỡ 187mm. Súng được làm bằng vỏ bình oxy, đạn nặng 30kg, tầm bắn xa nhất được 2km, Kết quả ban đầu cho thấy độ tản mát quá lớn, còn phải tiếp tục nghiên cứu hoàn chỉnh. Sau này cối 187 mm được trang bị làm pháo đi cùng với các đơn vị bộ binh. Nói về sản xuất vũ khí không thể không nói đến một thành công lớn của quân giới nước ta trong những năm chiến đấu trong vòng vây. Đó là việc chế tạo thành công súng không giật SKZ60. Đây là loại vũ khí công đồn súng SKZ-60 chỉ nặng có 26 kg lại có thể tháo rời để dễ mang vác. Đạn SKZ-60 là đạn lõm, nặng 9 kg, có khả năng xuyên bê tông dày 60cm gấp 3 lần k 60. Xuất trận lần đầu ở chiến dịch Lê Hồng Phong 1, trong trận phố Lu, SKZ-60 đã tỏ ra có hiệu quả trong phá lô cốt địch. SKZ-60 nhanh chóng trở thành vũ khí trợ chiến có hiệu lực của các đơn vị bộ binh sau này trong cuốn chiến tranh Đông Dương Luy xưởng BODA viết, nhưng cái thứ gây khó khăn cho chúng tôi. Cái thứ xuyên thủng bê tông dày 60cm là những quả đạn SKZ 8kg mà người Việt chế tạo trong các hang núi ở Chine. Chỉ cần vài quả là đủ tiêu diệt tháp canh của chúng tôi. Được tin về những thành tích chiến đấu của SKZ-60, tôi cho gọi đồng chí Hoàng Đình Phù, lúc đó là phó giám đốc nhà nghiên cứu kỹ thuật của Cục Quân giới lên báo cáo anh Phu cho biết súng SKZ-60 dựa theo nguyên lý pháo không giật bắn đạn lõm của phương Tây. Anh em cán bộ của Nha Nghiên cứ kỹ thuật dưới sự chỉ đạo trực tiếp của anh Phu, được anh Trần Đại Nghĩa hướng dẫn đã tự mình tính toán thiết kế, không theo một mẫu nào có sẵn. Nghe báo cáo, tôi lại nhớ đến chuyến tôi đi thăm Nha Nghiên cứ kỹ thuật vào tháng 12 năm 1947 tại Khe Khao. Đây là một ngọn núi cao, từ Bản Thi còn phải đi 7 km đường núi mới tới đến thăm anh em. Tôi muốn biểu lộ sự quan tâm của Trung ương, của Bộ Quốc phòng và Quân ủy Trung ương đối với một cơ quan nghiên cứu khoa học kỹ thuật đầu tiên của quân đội và của đất nước. Đối với đội ngũ trí thức trẻ mà lúc bấy giờ tôi vẫn gọi vui là Let y tiêu đi quân giới. Đa số anh em vừa rời ghế nhà trường, hăng hái đi theo tiếng gọi của Tổ quốc đi vào cuộc kháng chiến trường kỳ. Từ các nôi khoa học kỹ thuật này nhiều đồng chí đã trưởng thành, sau này đã trở thành những cán bộ khoa học kỹ thuật chủ chốt của quân đội và của nhà nước. Cũng phải kể đến công lao của anh Tạ Quang Biểu. Là một nhà khoa học, giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, ngay từ những ngày chiến đấu còn đầy gian khổ khó khăn anh đã quan tâm đến công tác không học trong các lực lượng vũ trang. Chẳng những đối với ngành quân giới mà cả đối với quân y và các ngành khác. Sau này, trên cương vị phụ trách Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước và sau đó là Bộ trưởng Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp Anh, đã có đóng góp quan trọng vào việc phát triển công tác nghiên cứu khoa học và xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật của nhà nước. Ngày nay, nhìn lại, thấy chúng ta đã đi đúng hướng. Chúng ta chủ trương tập trung đẩy mạnh sản xuất các loại vũ khí thô sơ, lựu đạn, mìn để cung cấp cho hàng triệu chiến sĩ của cuộc chiến tranh toàn dân trên cả nước. Với một nền công nghiệp lạc hậu, không có khả năng sản xuất ra một khẩu súng trường mà các nước công nghiệp tiên tiến đã sản xuất hàng hoạt trước đó hàng trăm năm mà chúng ta lại sản xuất được các vũ khí hiện đại, nòng trơn, các vũ khí dùng nguyên tắc phản lực và đạn lõm, như Badoka, SKZ. Đó là những vũ khí tối tân lúc bấy giờ. Về mặt chiến thuật, nó đáp ứng yêu cầu tiêu diệt những phương tiện mạnh nhất của địch, xe tăng, cơ giới. Phá tan các lô cốt bon ke của chúng góp phần làm thất bại chiến lược chiến tranh đồn bốt của bọn thực dân. Về mặt chế tạo, các thứ vũ khí ấy không cần đến vật liệu phức tạp, lại không yêu cầu độ chính xác quá cao, thích hợp với khả năng của ta về vật liệu, về trình độ sản xuất và thiết bị công nghệ lúc bấy giờ. Một kỳ tích nữa của cán bộ, công nhân ngành quân giới là đảm bảo nguyên liệu, vật liệu và kỹ thuật, những yếu tố hàng đầu của sản xuất vũ khí. Nhận định giặc Pháp nhất định sẽ tiến công ta, ngay từ đầu tháng 11 năm 1946, Bộ Quốc phòng đã lệnh cho cục quân giới bí mật sơ tán di chuyển các kho tàng, xí nghiệp ra khỏi các thành phố lớn, mang lên vùng rừng núi. Sớm hơn nữa, ngay từ tháng 5 năm ấy, bác đã chỉ thị cho đồng chí Đặng Văn Cáp về Cao Bằng mở công binh xưởng chế tạo vũ khí chuẩn bị cho kháng chiến. Trong cuộc tổng di chuyển cuối năm 1946 đầu năm 1947, khoảng 4 vạn tấn máy móc, dụng cụ, nguyên liệu được đưa từ các đô thị về nông thôn lên rừng núi tính từ khu năm trở ra với quãng đường từ 50 đến 500 km là một thắng lợi lớn lao của ngành quân giới. Nguồn nguyên liệu, vật liệu sản xuất vũ khí được tạo từ nhiều hướng, bằng nhiều con đường, với tất cả lòng dũng cảm, trí thông minh và cả sự hy sinh của công nhân và cán bộ, ta không sản xuất được thuốc nổ. Ngoài một số thuốc nổ còn dự trữ ở các kho, phần lớn các thuốc nổ quý như tố lít, melinit. DIAMIT được khai thác từ các kho vũ khí của địch, từ bom, đạn pháo, đạn cối không nổ. Việc tìm kiếm bom địch không nổ để tháo bỏ ngoài lấy thuốc nổ là công việc thường xuyên. Đây là một việc làm rất nguy hiểm, đòi hỏi cả lòng dũng cảm và trình độ kỹ thuật. Tuy có những trường hợp không may xảy ra tai nạn, nhưng anh em vẫn không chùn bước. Thiếu sắt thép chế tạo, ta có nguồn sắt thép giải rác trong cả nước đó là hàng nghìn km đường dây, hàng trăm đầu máy xe lửa, hàng nghìn vành, bánh, trục xe lửa, hàng nghìn tấn sắt thép cũ ở hàng trăm cầu, hàng chục tàu lăn đường, hàng trăm xe cũ nằm rải rác trên các tuyến đường, chưa kể tới vỏ đầu đạn Đại Bắc, vỏ bom chưa nổ. Thiếu đồng, ta kêu gọi sự đóng góp của nhân dân. Nồi đồng, mâm đồng, lưu hương, tiền bảo đại, tiền khải định đều được đem hiến cho kháng chiến để rèn đúc vũ khí. Số nguyên liệu, vật liệu mua được từ vùng địch tạm chiếm, nhất là ở Nam Bộ đã góp phần quan trọng để duy trì và phát triển việc sản xuất. Riêng năm 1949, nhà mậu dịch của Cục Quân Giới trực tiếp mua được 27 tấn kali clorat, hơn một vạn bánh thuốc din gồm gần 12 vạn ống nổ, hoặc như quân giới khu 8 cũng trong hai năm 1948 đến 1949 đã mua được 17 tấn diêm tiêu, 1,6 tấn axit các loại, 500 kg sunfua antimon, 7 tấn đồng lá. Tuy nhiên, để chủ động, ngành quân giới đã tổ chức sản xuất gần như trên cả nước thuốc gợi nổ, diêm tiêu, thuốc đen, các axit cơ bản hàng trăm tấn diêm tiêu được sản xuất bằng phương pháp cổ truyền với những dụng cụ thô sơ từ phân rơi trong các hang động trên vùng núi cao kết hợp với cho bếp huy động từ hàng chục nghìn gia đình. Axit và các hóa chất cơ bản để chế tạo chất nổ, nhất là điều chế phun in thủy ngân được sản xuất bằng các lò thủ công, phương pháp thủ công, nhiều khi nguy hiểm đến tính mạng con người. Trong công nghệ chế tạo, anh chị em cán bộ công nhân quân giới cũng có nhiều sáng tạo. Tôi thường được anh Nguyễn Duy Thái báo cáo về những sáng kiến cải tiến kỹ thuật của các xưởng quân giới trong cả nước, nhất là các xưởng từ khu 4 trở ra. Tôi đã gửi thư khen ngợi bộ phận chuyên nghiên cứu dập đạn DAM. Thành công này cùng với việc luyện được đồng thau theo kinh nghiệm của các nghệ nhân đúc đồng làng ngũ xã Hà Nội đã mở ra khả năng sản xuất được nhiều đạn. Trong hai năm 1949 đến 1950 ta đã sản xuất được khoảng 2 triệu viên đạn DAM. Hai triệu viên đạn được sản xuất trong điều kiện khó khăn thiếu thốn đủ thứ có một ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Một sáng kiến nổi bật là anh em đã chế tạo nòng súng cối các cỡ bằng vỏ các đầu đạn đại bác 105-155 mm của địch ghép nối lại. Viết những dòng này tôi không thể không nhớ tới các cán bộ và công nhân đã hy sinh trong nghiên cứu, thử nghiệm, trong chế tạo vũ khí, trong điều chế hóa chất. Đây thực sự là một mặt trận thầm lặng không thiếu những sáng tạo và chiến công nhưng cũng đầy khó khăn gian khổ thiếu thốn và hy sinh hơn hai vạn anh chị em cán bộ và công nhân ngành quân giới với những người tiêu biểu như anh hùng ngô gia khảm anh hùng trần đại nghĩa đã đem hết tinh thần cách mạng của giai cấp công nhân tinh thần lao động sáng tạo và khoa học của người trí thức yêu nước trong hoàn cảnh cực kỳ khó khăn làm ra một khối lượng lớn vũ khí và đạn dược một góp phần xứng đáng vào những thắng lợi của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến lâu dài đây cũng là cơ sở quan trọng cho nền móng công nghiệp quốc phòng và phần nào là nền công nghiệp dân dụng của chúng ta. Sau chiến thắng Việt Bắc, trong một cuộc họp thường vụ, bác đề ra cần phát động trên toàn quốc. Trong tất cả các ngành ở hậu phương cũng như tiền phương một phong trào thi đua ái quốc để đẩy cuộc kháng chiến tiến nhanh qua giai đoạn mới. Ngày 27 tháng 3 năm 1948, Thường vụ Trung ương ra chỉ thị phát động phong trào thi đua ái quốc nhân dịp kỷ niệm một nghìn ngày kháng chiến toàn quốc, bác ra lời kêu gọi với những lời lẽ giản dị người viết mục đích thi đua ái quốc là gì diệt giặc đói khổ diệt giặc rốt nát diệt giặc ngoại xâm cách làm là dựa vào lực lượng của dân tinh thần của dân để gây hạnh phúc cho dân. Kết quả đầu tiên của thi đua ái quốc là toàn dân sẽ đủ ăn đủ mặc. Toàn dân sẽ biết đọc biết viết. Toàn bộ đội sẽ đầy đủ lương thực khí giới. Để giết giặc ngoại xâm. Trong thơ chúc Tết Xuân kỷ Sửu, 1949, người viết người thi đua ngày ngành thi đua. Ngày ngày thi đua. Ta nhất định thắng. Địch nhất định thua. Phong trào thi đua ái quốc là một sáng kiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nó đã có những tác động cực kỳ to lớn trong suốt 30 năm chiến tranh. Có thể nói những kỳ tích của quân và dân ta trong hai cuộc kháng chiến ở tiền tuyến cũng như hậu phương đều gắn vói y thi đua ái quốc cũng như nhiều phong trào do người phát động, thi đua ái quốc bắt đầu từ vài câu nói, ít dòng viết giản dị của người. Hết phần 13 Mr. PT hết kể chuyện lịch sử xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.